bác sĩ Phương Đỗ. Thì đầu tiên á, thì cô chú anh chị đây có đồng ý là ngưỡng mộ cái điều là bạn ấy là một người dám cho đi, dám chia sẻ không ạ? Nếu mà cũng đồng ý quan điểm với Thoa như vậy thì comment số 1 không các bạn. Thường là với một cái nghề họ hay giấu, đồng ý không ạ? Vậy thì tại sao bạn làm cái điều này? Thì tôi thấy những cái tiệm thú y hay là những cái tiệm mà họ đang làm bác sĩ, họ luôn có cái nghề riêng để họ kiếm thu nhập cho họ. Vậy thì riêng bạn Tuấn Đỗ này là với một cái mong muốn là lan tỏa những cái kiến thức, những cái sản phẩm mà bạn nhìn thấy ở cái nỗi đau của những người dân, những người mà nông dân đang trồng trọt hay là đang chăn nuôi, đang bị những vấn đề như thế. Và khi mà thất thoát thì sẽ mất tiền bạc, và khi mà mất tiền bạc rồi thì người dân sẽ bị túng thiếu, túng quẫn và rất là khó khăn trong kinh tế. Vậy thì đây là một điều bạn đang chung tay để chia sẻ. Vậy thì bao nhiêu cô chú anh chị ở đây, mình cũng là một người rất yêu thú cưng, mình cũng là một người có thể lan tỏa tiếp nối những cái tay nói dài cùng với bác sĩ Phương Đỗ để chia sẻ đến những người dân những cái vùng nông thôn họ đang chăn nuôi trồng trọt, để họ có được những cái giải pháp này.